Hello mọi người, hôm nay Kim sẽ chia sẻ với mọi người món yogurt làm bằng nồi Instant Pot. Với cách làm này của Kim thì bạn sẽ làm thành công ngay từ lần đầu tiên. Yogurt của bạn ăn rất là ngon và không bị chảy nước. Nào mời mọi người cùng làm yogurt với Kim nhé. Kim sẽ dùng một hộp yogurt cái. Kim sử dụng loại này để làm yogurt. Và một hộp sữa đặc. Kim cho hết một lon sữa đặc vào trong một cái tô lớn. Giờ Kim dùng cái lon này và lấy một lon nước nóng, cho vào sữa, Kim quậy đều lên. Mình cho nước nóng vào sữa để cho sữa mau tan. Và sau khi Kim đã quậy tan sữa đặc rồi thì Kim sẽ dùng thêm sữa tươi. Kim sẽ dùng 2 lon rưỡi sữa tươi. Đổ chung vào và quậy đều lên. Vì gia đình Kim không có thích ăn ngọt nhiều. Nếu như bạn thích ăn ngọt nhiều hơn thì có thể dùng 2 lon sữa tươi. Và sau khi Kim quậy hỗn hợp này lên rồi, Kim sẽ dùng một hộp yogurt cái. Kim sẽ cho vào. Sau khi bạn cho yogurt cái vào thì bạn phải quậy nhiều hơn để cho yogurt được tan. Kim sử dụng một cái rây. Kim đổ yogurt vào. Đổ yogurt qua rây thì làm cho yogurt được mịn hơn và ăn ngon hơn. Bạn chuẩn bị những cái hũ nhỏ như vậy. Bạn đổ yogurt vào. Tại vì ở trong nồi cũng nóng, cho nên nếu dùng bằng hộp bằng thủy tinh thì sẽ an toàn hơn. Đây là cái nồi Instant Pot. Bạn cho khoảng 1 cốc nước, đổ vào trong nồi, nước lạnh bình thường thôi. Rồi bỏ hết yogurt vào. Bạn nhớ đậy nắp yogurt nhé. Nếu không yogurt sẽ bị nước dọ vào trong. Kim sẽ khóa van lại và nấu với chế độ yogurt. Kim bấm vào chế độ yogurt và để 7 tiếng. Tại vì gia đình Kim không có thích ăn chua nhiều. Nếu bạn thích ăn chua hơn thì có thể để 8 tiếng nhé. Và đây là yogurt Kim mới làm xong. Sau khi để 7 tiếng thì Kim lấy ra. Yogurt đông rất là ngon. Kim bỏ hết yogurt vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Qua ngày hôm sau thì yogurt của Kim đông lại như vậy nè. Không hề bị chảy ra. Rất là ngon. Nếu bạn làm y như cách này của Kim thì bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên bạn làm yogurt. Các bạn thử làm xem nhé. Kim sẽ ăn thử cho mọi người xem yogurt này như thế nào. Yogurt đông lại rất là ngon, mịn. Ăn vào rất là vừa miệng. Với mùa hè như thế này, trời nắng nóng mà ăn yogurt
thì rất là ngon và mát phải không mọi người? Kim chúc mọi người sẽ làm thành công với món yogurt này của Kim. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nhé. Nhớ cho Kim một like, share và subscribe. Thank you mọi người. Bye mọi người.